Chào các bạn đã đến với kênh Miễn Độ Ẩm Thực. Hôm nay mình có làm cánh gà rán KFC và mình cũng có chia sẻ cách chế biến cánh gà rán KFC trong video này nữa nha. Và mong các bạn đón xem và nhớ nhấn đăng ký ủng hộ cho kênh Miễn Độ Ẩm Thực mình, có thể có thêm chút động lực để làm ra những video về ẩm thực ngon hơn và lạ nhất trong năm 2022 này nha các bạn. Đó là lời chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cánh gà rán nha các bạn, cánh gà rán KFC nha các bạn. Mình đã chuẩn bị đồ hết rồi nè. Đây là gà nè, cánh gà nè các bạn. Để cho vừa lòng tụi nhỏ thì mình xuống xuống bếp để làm cái món cánh gà rán KFC cho cái tụi nhỏ ăn các bạn à, ăn mừng Tết Tây các bạn à. Đây là bột chiên giòn nha các bạn. Còn đây là bột chiên xù. Mình đem về mình xay cho nó mịn mịn xíu rồi các bạn à. Còn đây là trứng. Trứng trong đây là mình đã bỏ gia vị vô đó, bỏ bột nêm với bột ngọt đó các bạn. Và mình còn bỏ thêm một thứ rất là đặc biệt nha các bạn. Đó là mình bỏ thêm là bột sữa em bé các bạn, bột sữa mà của em bé ăn á. Cái bột này là rất là ngon nha các bạn. Bỏ vô nó có thể bay mùi thơm hoặc là chất béo nha các bạn. Đó, đây là một phần chia sẻ của mình nha các bạn. Đây là cách để làm cho cánh gà rán KFC vừa thơm vừa ngon và dễ làm tại nhà nữa các bạn à. Và kênh ẩm thực miễn độ ẩm thực của mình mới lập các bạn à, nên mong các bạn ủng hộ và đăng ký cho kênh mình được có chút động lực hơn và sẽ ra nhiều video ẩm thực ngon hơn nữa. Rồi chúc các bạn Tết Tây gia đình hạnh phúc và đi chơi vui vẻ nha. Giờ mình đã quay trộn đều lên hết rồi các bạn thấy không? Bột với trứng gà với sữa em bé đều sữa bột em bé đều pha trộn trong đây hết rồi, gia vị cũng đều đã ra hết rồi các bạn thấy không? Đó, vậy đều lên là bột với sữa đều ra hết rồi nè. Rồi chúng ta bắt đầu chiên cánh gà thôi các bạn ơi. Rồi chúng ta
trên này có thể làm tại nhà cho gia đình nhỏ mình ăn thì nhớ nhấn đăng ký ủng hộ nha các bạn. Mà bạn cho nó có 10 phút rồi á, bạn nhớ đi review rồi á, là 10 phút, tầm 10 phút rồi là bạn lên cũng lớn xíu nha các bạn, để cho nó ra cái vàng hơn. Đó, cái này là như cái ví dụ như cái này nè, cái này là để mình đã chiên giòn, tại không có bột chiên xù nó lên cái màu chiên giòn nha các bạn. Còn cái này thì nè, nó có bột chiên xù nó lên gà rén nè các bạn, thấy không? Nó khác biệt ra hai chỗ không? Giờ nó đã đủ phút rồi, mình cứ lên lửa mạnh xíu để cho nó ra cái màu vàng nha các bạn. Đây, thực phẩm của mình đây các bạn. Đó, hai cái này đã chín rồi, một cái chiên giòn, một cái gà rén nè các bạn. Đó, thấy không? Tại có bột chiên xù đưa nó nổi xù xù đưa, gọi là gà rán nha các bạn. Còn bột chiên giòn là không có bột chiên xù nó cứ mình bệnh cái này nha các bạn. Đó, đặt lên đây à, thấy rõ không, thấy ha, hai cánh khác nhau không? Một cái thì mình tròn do à, thấy không còn một cái là xù xù nè các bạn. Cái đây là gọi là gà rán nha các bạn, đây là cái đây gọi là rán nè, còn đây gọi là chiên xù nha các bạn, chiên giòn đó. Rồi đó, thực phẩm của mình đó, ok các bạn. Còn hai cái này thì đang trong giai đoạn chín rồi, mình cứ quất rầu nó ra, mình quất cái chất bẩn nó ra rồi mình chiên tiếp cái này à. Đây là thực phẩm của mình, ba gà rán KFC và một cái chiên xù nha các bạn. Đây, thấy chưa? Đó, ăn chưa? Rồi, bắt đầu làm tiếp các bạn ơi, mình đã rửa rầu rồi. Đây là thực phẩm của mình các bạn, đó, thấy chưa? Ăn chưa? Một cái chiên giòn, bốn cái cánh gà rán KFC. Rồi, và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo nha các bạn. Giờ mình cũng đã hoàn tất một món ăn rồi, đó là món cánh gà rán KFC nha các bạn. Giờ cũng đã hết rồi, video mình tới đây cũng kết thúc luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nhớ nhấn đăng ký và like để ủng hộ cho kênh em có chút động lực làm ra những video mới nữa nha. Và xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và gia đình hạnh phúc.